nghe nói gì tao bắt tao thử. Thấy con Lương nó ngủ như cây đứng, nó ngủ phùng mang, đứng sững vậy nè. Nó cặp cộng nghệ bự. Tao thấy rắn trung bò từ xa nó bò, nó hử hơi. Anh thử thôi, anh kiếm rồi lợi đó anh bắt thôi được. Anh cặp con Lương anh lên, lên tới đầu Lương anh nó cắn. Vô rừng rùa cần nước, đi bắt rùa cần nước trăm. Ra ngoài trảng thì đâm cá. Rùa ban đêm ảnh mấy lùm áp chủ là ảnh leo lên lùm ảnh ngủ. Ủa nó ngủ trên cây hả ông Tư? Ngủ lên lùm ra ngoài lùm nước hỏng lên cao nó leo lùm cần nước cũng vậy. Bị ngủ dưới nước dắt nó cắn. Mà con cần nước con thấy nó ăn những cái con vật chết nữa đó ông Tư, cá thúi rồi nó ăn nữa đó ông Tư. Không biết, cần nước tao bắt con mười mấy ký. Năm đó vui, tao bay xuống tao nắm dính giò ảnh đụng rồi con kia nó đụng lên nổi một vòng. Thằng kia nó chạy lại nó bá. Cứ bụp, tưởng bể đầu, lờ nổi lên, lờ không sao. Thằng Đức chịu vô bày nó rồi, thằng Đức bày luôn, gặp liền liền. Giống như đi được cái vậy đó không được? Được cái mà mày bắt hai con dính đụng ảnh làm lụp bụp trong rừng á. Bị con đực nằm trên mu anh đi dây cản anh dập vô cái bụp. Dập vô cái bụp. Tao đầu bữa đầu tiên tao không biết. Tao nghe lục bụp ngại gần nửa lát ngại xa. Nguyên cũng lẽ nó biết mình đi soi trong rừng này nó biết. Nó rình. Thì tao nghe bụp sát bên tao bật đèn lên tụ nữa. Tao hốt dính hai con ngu ảnh như bàn tay mình vậy nè. Anh mắc kẹt vô đít một cái cứng ngắc. Mày thả như xuồng ảnh bằng cái ổ. Anh xích ra xà nước chừng mấy lít nước. Không nhận con cái tinh trùng quá mạnh. Mất là gặp con mấy lùm hấp chủ rồi bị con đi săn quen rồi. Mày coi bìm hấp chủ anh ăn với cái bông súng này anh ăn lá đứt miếng đó. Tức là mình coi cái dấu trước không được. Coi cái dấu nó tấu lũi ngay vô đó gặp. Lại đây là ngoài cây mai gặp anh nổi như chiếc xuồng để lại chọc anh. Cái dấu ăn của nó khác với dấu sâu không Tư? Dấu ăn của cái con ấy đó nó khác với dấu con sâu ăn lá không? Con sâu nó ăn nhĩ nhự nó ăn tới đâu hết tới đó, càng đứa nó cắn nhiều khi nó bỏ miếng bự nữa. Dạ. Rồi muốn bông chúng nó cắn nó ăn bỏ miếng bự vậy. Tính ra cái đó cũng là cái kinh nghiệm đi săn bắt. Đi đồng U Minh với tao đi tao biết có càng đứa. Mà bưng ra mình mò thấy dấu nó ăn lá bông súng đó. Con săn con phải để ý. Ô bắt càng nước cực lắm. Bỏ con chuồng ảnh bò lụp bụp rồi con đâu bắt khác. Chừng nào gần về mới bắt. Bị anh bự quá, anh mạnh dùng dạt mình dở, không muốn nổi, anh đung lên trên. Mạnh dữ vậy ông Tư? Đóng đinh vô công chuồng. Mạnh dữ lắm, nó vùi đất lúc ngu với mà tới mùa mưa nước lên, đất mềm anh nổi lên mà. Tung lên. Anh vùi dưới yếm anh bằng rang này, có bốn cái giò anh tục lên tục xuống với có cái đầu anh lú lên lú xuống anh thở. Mình ông không tham ăn vô tình chỉ mấy người kia nó bắt hết trơn. Nên bao cò về nó sắm bù cào lên cũng như mình cào rơm vậy, nó cào dưới bừng gặp lỗ đào lên bắt hết trơn.
hết bay trong nước đó luôn. Bữa đầu nó gặp cái lỗ láng vậy, nó lấy chĩa đâm lương sọt dưới kè rồi bỏ mấy chục thằng chạy đen đồng rồi nó nổ. Mình đi gần đó không thấy bun bút, không nghe tiếng súng nổ, mấy này chạy đâu dữ, chạy đụng bỏ giống gánh bỏ đồ hết thôi ơi. Bị nghe kè đó dạ. Bị nó cái đầu lọt thọt ngay lỗ mũi mà nó kỳ chứ được, nó kỳ cái mạnh dữ lắm, nó nói mịn thôi ơi bỏ chạy. Rồi tao gần tao ngoắc lại tao hỏi cái gì mà mày chạy, mấy mày chạy dữ trời ơi, sọt trúng mịn ông ơi. Tao nó mịn đâu, nó ở dưới bể đó. Rồi mới chỉ nó cũng kỳ sao, nó sắm bù cào, nó cào cỏ sạch bắt nó bắt ra. Mình vô tình mình nói thiệt. Tao nói mịn đâu, mịn mày ơi, lại lấy len đào lên rồi mày thấy trái mịn đó chắc 90 kg, mười mấy ký là lấy len đào lên được, cũng la dậy đồng rồi đó, mấy chục thằng lắm mà. Dạ. Chuyến sau nó về nó mần bù cào đăng sắt lên nó cào cũng như mày mần ruộng không trời chưa lỗ cống nào hết không. Ừ, rắn đi voi đi cá gì rắn dùi mà nó bắt hết trơn. Ủa rắn mà cũng dùi mà nữa hả ông tôi? Dùi mùa khô nó dùi mà đi voi mày cào có con 2-3 kg tràn thôi. Con nào cũng lấy ngủ nu, mùa đó trứng đầy bụng hết trơn. Dạ. Mùa trứng nó giống nó nở con, mùa mưa tháng 3, tháng 4 nó mới nở con. Dạ. Trứng rắn đi voi một chân cái mình à. Lần đầu tiên con được nghe rắn dùi mạ ra, con nghĩ là chỉ có ếch với con ốc, con cá thôi. Cua, ốc gì không dùi mạ. Dùi mạ. Nhưng mà nó dùi vậy con nó đâu có bự thật. Ếch dù mà thì hồi đó con có bắt rồi thành ra con biết. Bự con rắn thì chưa biết. Ếch cái nó dù mà nhiều. Dạ. Con ếch được. Dù vậy cái sa mưa xuống là anh nổi lên à. Lên. Anh cái đụng con cua, con thấy cái dấu con cua nó bơi từ cục đất. Dạ. Anh đụng lên với cái hang cua bích đụng vậy đó. Dạ. Nhưng mà con ếch anh đụng đất có khớp. Dạ. Người ta đi ngang người ta biết cái đùng ếch đùng cua rồi. Nhiều thằng không biết đào ăn cua trơn. Móc cua bắt luôn. Tôi bắt ếch không có con nửa ký lô ếch mà. Cho tới chắc là con nghĩ nó ăn, nó dự trù trong cái cơ thể nó sẵn rồi nó mới dùi hả không tư? Ừ, mùa đó lại mở nhiều nữa. Ếch á. Cho kỳ vậy đó. Ừ, đúng không? Như nó không vận động hay sao không biết mà. Con ốc cũng vậy, con bắt con ốc mà dùi mà lên con ăn luộc ăn ngon hơn ốc nó lội trên. Yeah. Ú à. Rắn thì chỉ có rắn dây voi nó mới dùi thôi hả ông tư? Dây voi bông súng rắn râu gì không dùi, những loại ở dưới nước là dùi mà hết. Dùi mà tên ở hang mà rắn nước có dùi không tư? Không. Đánh nước anh kiếm cỏ ủ rồi thì kia hang anh trốn anh không có dùi. Dạ. Đi voi đi cá rắn râu rắn trung rồi anh ở đất sình nhiều ở hang. Vậy là mấy những cái loài đó là nó dùi mà nó qua nó chờ nước. Anh theo lươn rắn trung là anh theo lươn. Vậy là nơi nào mà có rắn trung rồi chắc chắn chỗ đó chắc có lươn nữa không được. Có. Con nghe nói con rắn chung với con lươn nó có lời thề phải có không tư? Không có đâu mà. Tao cũng nghe nói gì tao bắt tao thử. Thấy con lươn nó ngủ như cây đứng, nó ngủ vùng mang đứng sững vậy nè. Dạ. Nó cặp cộng nghệ bự. Tao thấy rắn chung bò từ xa nó bò, anh thử hơi. Dạ. Anh thử hơi, anh kiếm rồi lợi đó anh bắt hơi được anh. Cặp con lươn anh lên tới đầu lươn anh nó cắn. Ôi ơi. À, bị ảnh nhỏ, rắn trung nhỏ, lươn quá bự cắn. Quấn con lươn có một khúc đầu, dít lên chuồng.
Dứt lên tao mới gỡ anh ra, tao mới giục con nơi. Vì mình giục cũng gần gần đó, ổn dạ. Gần lát lương ngủ anh cũng mắc hơi lại, không cắn nữa. Nó kiếm lương, đánh trung nó đánh hơi hay đó. Vì cái nước chảy nó biết, dạ. Cái mùi con lương ngủ. Hay là nó... do nó tham ăn quá ông Tư? Ừ? Hay là do nó tham ăn mà nó chết ông Tư? Nhiều con nó nuốt con lương có phân nửa con, còn nửa con còn ngoài nó xình chết luôn. Dạ. Nổ quá nó con nghe ông bà, con nghe một số người nói con lương với nhắn chung đó, nó có lời thề tới cái ngày dầm và thần tự động con lương chung cho bụng nhắn chung à. Không có luôn. Dạ. Đi soi mình mới thấy rắn mấy gầm cũng vậy, bằng chân cái cục đuôi mà. Mấy ông già chưa bị rắn mấy gầm nó cắn người ta rồi nó cắn đuôi nó. Nói vậy đó hả ông Tư? Nói vậy đó. Như cái bụi cỏ bự vậy nè, bên nay anh bò qua bị đường chuột nó bò theo cỏ nè. Bên nay anh bò qua dương khúc đuôi đây, anh thấy nhúc nhích anh đốn đuôi anh. Anh lăn qua bụi cỏ đâu được, nó lộn. Lăn lộn ngược nó chui đâu quấn được. Bị bụi cỏ anh cản rồi. Anh lộn ngoẹ lát đứt đuôi nuốt luôn. Tâm giọng con ngu. Hàng chi con coi trên những cái trang mạng á, con thấy một số người ta quay con rắn đó đó ông Tư, là nó không có cái đuôi, nó cục cái đuôi hết khúc thao, nó trụm mà. Dạ. Ý ông nói con để bụi cỏ, vì bụi cỏ nào chuột cũng chạy lăn lứt là nó cắn cỏ sạch để nó ăn cỏ non lú ra nè. Rồi anh bắt hơi chuột anh bò theo bụi cỏ, bụi cỏ bự vẫn bò giáp dòng con dương khúc. Dạ. Anh tưởng địch thủ anh đốn liền. Đốt ngay cái đuôi mình luôn. Đốt là cắn đuôi rồi bụi cỏ gì con đâu quay lộn được. Cứ lăn lộn mắc kẹt bụi cỏ làm cục nhân giữa rồi lộn lộn ngược lộn xuôi lộn lát đứt đuôi luôn. Lúc luôn. Tao nói đồ ngu. Anh bắt cóc cùng ngựa cái cây gòn nó ngã nó nổi bình cốc nó ngồi con nào cũng lấy bành kia tình miên cốc con nào cũng lấy muốn bằng hết với mình. Cốc đen hay là cốc đỏ nữa? Cốc của mình đây nè, cốc mình ăn nè. Ồ ngựa anh bắt cốc anh cắn cốc anh đem lên gò anh để anh xuống cắn nữa cắn lát 4-5 con bà mẹ con này cố ăn quên anh chích anh. Con mình nó cắn cả chục gốc sao nó ăn hết. Hay cắn... là nó có cái gì ông Tư, nó có mục đích gì mà tham ăn vậy đó. Thì gặp quá nhiều nó cắn gốc cái rồi bỏ gốc phì ra gốc bế vậy đâu đi đứng đâu được. Chứ mắt nọc mà nữa cắn rồi lên gọi anh thả đó chạy xuống cắn nữa thôi ơi tao để coi anh nuốt được mấy con anh cắn quá nhiều nên thằng này cố ăn quá. Tôi bắt anh như ông Tư bắt mấy cái loại rắn đó ông Tư có bắt sống luôn hay là ông Tư bắt làm sao ông Tư bắt sống nhiều ông Tư không sợ cái vấn đề nọc độc của nó sao mà ông Tư bắt được nữa. Tôi bắt thì đó đi lên trên đồng tri bữa qua sân chùa bắt cái nồi hai đứa kia dung nồi nó không hả ông Tư? Nó không có một con 4-5 kg chứ được con rắn thần chưa cũng 3-4 kg mà hết bị đám dỗ bà ngoại vợ. Mừng hết mừng tao để nguyên con ông nó trời ông này ông mừng ăn để cả sải cho mừng người ta nói không biết để người ta chỉ cho mừng ăn rồi có luộc chín rồi con bẻ xương ra tuốt xương ra thịt đó rồi mấy ông sắc lại mấy ông củ hành gia vị đậu phộng rồi vô ông chào coi ăn anh nào anh ấy ăn luôn bỏ trên rồi
chứ ai mà ở đó chặt khúc ra làm cạp như mấy ông tưởng là chết mồ luôn, ăn biết chừng nào nó. Ủa rồi cái da của nó có cái bông cái màu gì khi mình mặn da rồi nó đâu còn có cái màu đâu đó con, chỉ cạo cái da ngoài thôi còn để nguyên. Ủa mình cạo ra rồi nó có bay cái màu vàng trong đó không nha, bay nó vẫn còn màu vàng không, còn để nguyên. Bà nội bữa lên nói no luôn, anh nào anh ấy bà lớn nó láng cũng như mày ta bay vậy, nó láng lứt trang mà nguyên cái gò chùa đó chừng ba công đất kìa. Ở cái chim này nó khích rảnh như thành nông, nó chín đỏ bẻ mấy nón lá luôn. Thôi thôi về cho nhà mới mới ký ký mừng vừa nhận giấm mà ăn chứ bẻ đem gì mình có chỗ đâu mà phơi xuồng lên mới chĩa có mấy sọt mấy cái dính cái bực cứng ngắc dòng nó mấy gầm nó mạnh dữ lắm, nó mạnh hơn những loại khác đó không tôi? Mạnh hơn rắn kia rồi, tao tưởng rắn ngo rồi tao tưởng rắn hổ đụn ngựa cự lên rắn đâu chừng 3 kg mấy gầm. Mấy gầm nó ở đâu rồi, rắn cát đâu có ở con nào, rắn hổ rồi bỏ đi hết. Tức là nó ăn mấy con ăn nó hết ăn con hết. Kia luôn không được. Nó ăn hết nó không từ nào đó. Nội con hổ hành đây nè. Nó gặp mấy gầm rắn hổ, rắn trung gì nó thọt nó nuốt nó, mà dưới rắn trung hai con mà nó cắn lộn rồi mày đá tối ngày chưa buông. Thôi. Quấn hai như trái banh lông. Nhất là hổ hành rắn trung hai con nó bị nó quấn mạnh lắm. Bắt về bữa đó bắt rồi tới chiều tao mới về, rồi sáng mới đám giỗ mười mấy người xuống cái bè cá mình đụng mà bữa đó ông cậu vợ ông quậy luôn, ngon có vậy luôn á lên. Ngon quá ngon, đập bể luôn mấy chục cái chén kiểu của ông kiểu xưa không. Thôi. Cũng giờ. Nếu cãi gì với lai nó cũng quơ lại chén lại đũa. Ủa mà cái con rắn mấy gầm mà nó đi tới đâu làm bộ những cái con kia nó không cắn độc nó được sao mà nó không dám cắn nó đâu con. Tao nói mày mày nhốt 100 kg rắn hổ ở dưới chuồng em ru à. Nó nằm im ru nha, mà mày bỏ rắn mấy gầm bằng chim cái chậm rồi đêm đó mày hết ngủ nó cháu kỳ vậy đó, nó bò nó kiếm đường nó chung chạy đi không, nó kỳ cái gì vậy đó, kỳ cái ơi sợ mấy gầm ngộ quá. Mình mới biết hai con nó kỳ nhau chứ nó ở ngoài rừng con đâu biết con nào sợ con nào. Có gì vậy mình mới biết. Ủa như ông Tư hồi đó ông Tư biết rắn hổ đất nó độc như vậy mà tại sao ông Tư còn phải đi bắt hổ đất gì vậy ông? Rồi tôi bắt bữa đó 1 tấn mấy cân bữa đó cho cái bà dựa châu đốc kinh ông cò đó chết thằng già già hai đứa cháu nội chứ của em. Bầy rắn nó dữ quá hổ đế không. Ủa mà mình biết nó độc mà tại sao mình lại muốn bắt nó vậy ông Tư? Bắt mà không cạo răng nữa chứ phải cạo răng, mày đâm một chĩa cái mấy chục con. Trời ơi nằm cục bằng cái nia nước ngập á. Còn chuột tao nói mày vớt lát ghe 500 dạ cũng đầy. Rắn nó cắn chuột nó nổi bèo nước ở trên. Nhất là mấy cái cây khô ngã đó. Còn mày dòm ở trên đọt cây ấy rắn lại với hổ ngựa nó nằm lên con. Thôi. Bữa đó đầy chuồng rồi mắt đóng đinh nẹp giạc nó hù nghe hở giạc chạy ra mấy con. Ông Tư bắt nhiệm ông Tư có tha thuốc tay không Tư? Không đâm chĩa không à. Ông chĩa rồi vô trong suốt da. Ờ chĩa có 3 mũi à, đâm rắn chĩa có 3 mũi à. Sợi di đó 3 mũi hàng ngang vậy nè. Mà cũng không có ngạnh dài gì nè. Của mình đâm vậy về người ta cái lớp da rắn nó không thấy đâu. Không thấy luôn. Bị chĩa nó có 7 ly đâu lớn như vậy. Dạ. Đâm rồi tao biểu anh hai mày lợi dở quan giạc bằng đây là mày băng quan giạc 1 thước 2 bề ngang cũng 1 thước 1 cái chuồng đó. Dạ.
dở dạt kê vô suốt không đâu có cạo răng kịp. Mày ở đây mày xuồng mày tới đây mày gặp ngoài quán mà nó nằm một cục đen xì trên lùm, trời ơi, rê lại nhẹ nhẹ cấy một cái có con đâu dính mũi nào, dính chùm vô đó không được, đi dính chùm nó xiết nhau. Còn vậy về sao tôi bắt lên trên được con tam tôi? Vậy về bắt con thọt tay không bắt bình thường. Không sợ luôn không được? Không. Ừ trời, biết cái độc vậy mà không sợ không được? Ừ, chừng bà đem lên lòng chứa của bà, cái lòng bà bề ngang bằng cái giường đó vậy, dài đâu chừng đây lại giấc. Chà già uống rượu đó bà cùm lại nó thầy thuốc rắn còn dở ra nó mất lạc rồi. Cắn được cùng tay cháu nội nó bả nó bắt nó sang lầm nặng đi xe lên Sài Gòn nữa. Nó mang găng tay tới cụ chỏ nó cắn trên cụ chỏ, nó cắn thằng đó trước, thằng anh nhỏ con gái đó trước. Rồi thôi nó cũng uống thuốc gì của nó không biết, thuốc của văn của tư dược mua rắn cũng gần đó đó. Đi thục bi da uống ly cà phê đá gục tại bàn, gục tại bàn bi da chết luôn. Cái đó có khi nào vô nguyên nhân người ta ỉ lại thuốc quá người ta mới chết không thôi? Nó đâu biết kỹ. Cà phê nước đá nó cấm kỵ nhất. Còn bình thường bệnh nhân ta lợi nhất ít định mà uống cà phê nước đá vô có thể xỉu liền. Trời ơi. Nhất là nhựa thuốc này. Dính vô chỗ vết thương kiểu là bệnh nhân kiểu rồi. Dạ. Nguyện đã lộ lên ra lên lửa. Tụ ngựa lấy chỉ xỏ lỗ tai làm dấu. Đưa tiền trước cho mày luôn. Bị giống heo này tao mua tới với Bạc Liêu chứ. Tức là giờ nó đẻ sai con hay sao tôi? Đẻ sai con như lớn như trâu mày. À nuôi. Con heo tao không dám lợi đó. Trời ơi. Con heo tao độ chắc 400 kg đó. Càng luôn. Con nuôi chưa giáp năm mà 180 mấy ký đó. Đâu mà dưới không tư? Ừ, người ơi, con heo hết hồn, con heo đen xỉ. Cái đó là cái các cái giống lai giống lớn. Cái giống. Tao đem ôm 4 con gà nòi đi xuống dưới bán. Nghe heo nhỏ nhỏ lại bữa tao đi ngoài ruộng tao gặp. Con heo nái nó nằm dùng dưới mương lên. Tôi dòm tôi nói heo này quá tờ đã rồi. Ồ ngựa lợi nói nó đương đẻ bày 10 mấy con. Đưa tiền trước, cái mày bán gà đưa tiền trước. Sao mà nó bự dữ không Tư? Ồ heo, cái giống heo Bạc Liêu năm đó ông mua giống heo quá.